Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bạo Thể Thao. bellingham trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng Admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU ưu tiên Bellingham này ghi đá tặng 100 triệu Nhà cửa laser có kế hoạch mới dành cho MU Sẽ Griffith sẽ chỉ kỳ mới khi MU đổi chủ khía cạnh Và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU ưu tiên Bellingham ghi đá tặng 100 triệu Truyền thông Anh đưa tin MU xem rút Bellingham là ưu tiên hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Mục tiêu của MU là mang về Oxford những cầu thủ đẳng cấp để cải thiện hơn nữa sức mạnh chuyên môn cũng như khía cạnh tinh thần. MU hiểu rõ việc thuyết phục Bellingham sẽ không hề dễ dàng, ngôi sao trẻ người Anh đang là mục tiêu của những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Trong trường hợp MU được chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới, Erik ten Hag tin rằng việc chiêu mộ Bellingham sẽ trở nên thuận lợi hơn. Theo nguồn tin từ Daily Mail, Bất kỳ câu lạc bộ nào muốn có chữ ký của Bellingham đều phải đủ điều kiện tham dự C1 mùa giải tới. Cầu thủ 19 tuổi vẫn còn rất trẻ và anh đang khao khát giành thêm được những danh hiệu lớn. Bên cạnh đó, theo báo chí Bồ Đào Nha, đại diện của MU đã có thảo luận bước đầu với Benfica để tìm kiếm tiếng nói chung. Trước khi đưa ra đề nghị chính thức cho Anthony Osiva, Siva tiến bộ vượt bậc với Benfica mùa này, trung vệ 19 tuổi tỷ bạc phần của đội tuyển Bồ Đào Nha. Hợp đồng của Anthony Osiva có điều khoản phá vỡ 100 triệu euro, MU đàm phán trực tiếp với chủ tịch của Benfica với mức phí 60 triệu euro. Nhà Glazer có kế hoạch mới dành cho MU. Trong khi người giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe đã đưa ra giá thầu kỷ lục thế giới 5 tỷ bảng, thì cho đến nay, ông chủ ngân hàng Qatar Bin Hamad Athani vẫn giữ im lặng. Nguồn tin thân cận với nhóm đầu tư của Bin Hamad Athani cho biết họ không cần phải vội vàng đưa ra đề nghị vì thời hạn đấu thầu đặt ra luôn linh hoạt. Đó là dấu hiệu cho thấy nhóm đầu tư của tỷ phú Qatar đang ngày càng thất vọng bởi họ nhận thức ra rằng họ rất có thể đã bị nhà Glazer đưa vào cuộc chơi của gia đình này. Theo tiết lộ của tờ The Sun Anh, dù và Avam Glazer nhiều khả năng vẫn muốn tiếp tục nắm quyền lãnh đạo MU, hai anh em nhà Glazer đang cân nhắc sử dụng nguồn vốn bên ngoài để thành lập một công ty mới, tách riêng biệt hoạt động kinh doanh và hoạt động thương mại kỹ thuật số của câu lạc bộ. Điều đó làm tăng thêm niềm tin rằng toàn bộ quá trình giao bán MU có thể là trò bịp công phu mà nhà Glazer dựng lên với mục đích là đẩy giá câu lạc bộ lên cao, hòng tạo đòn bẩy cho các khoản vay mượn trong tương lai. MU đánh bại Chelsea trong cuộc đua giành chữ ký sao trẻ. Theo Evening Standard, MU đã đánh bại Chelsea trong cuộc chiến giành lấy chữ ký sao trẻ giàu tiềm năng của Watford và Harry Ahmad. Theo đó, quỷ đỏ gần đây đã đạt được những bước đột phá đáng kể trong cuộc đàm phán với Watford. Đáng chú ý, Ahmad đã chọn học viện Carrington của MU để tiếp tục phát triển thay vì tới Chelsea. Harry Ahmad chỉ với bữa bước sang tuổi 16 vài ngày trước, vị trí sở trường của cầu thủ này là hậu vệ biên trái. MU xem Ahmad như sự thay thế giàu tiềm năng cho lúc so trong tương lai. MU chốt giá bán Matian Chấn thương đã làm hỏng mùa giải này của Anthony Matian. Anh mới chỉ ra dân 14 lần trên mọi đấu trường và có 9 lần tham gia ghi bàn, Hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Pháp với MU sẽ kết thúc vào mùa hè 2024 và Quỷ Đỏ không quan tâm đến việc gia hạn. Với khoảng 15 tháng còn lại trong hợp đồng của Matian, câu lạc bộ đang tìm cách bán anh ở phiên chợ hè 2023. Theo báo chí Anh, MU dự kiến sẽ bán Matian với giá khoảng 25 triệu euro. Quỷ Đỏ cũng đã lên kế hoạch tìm kiếm người thay thế. Huấn luyện viên Eric Ten Hag được cho là đang nhắm đến Moussa Dembele, người sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2023 sau khi hết hợp đồng với Lyon. Varan muốn giải nghệ trong màu áo MU. Tạp chí GQ Ấn Bản Pháp đã có cuộc phỏng vấn hậu vệ Raven Varan. Trong cuộc trò chuyện này, Varan đã chia sẻ về dự định tương lai của anh. Anh cho biết giải nghệ trong màu áo quỷ đỏ nơi anh có hợp đồng tới năm 2025 là một lựa chọn nghiêm túc. Tôi sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại Royal Madrid, MU hoặc là Lens. Chắc chắn tôi sẽ không làm điều đó ở một câu lạc bộ nào khác. Nhưng Madrid, nó có vẻ phức tạp. Nói chung, bạn không có xu hướng quay trở lại, khả năng cao nhất là tôi sẽ kết thúc ở Manchester hoặc Lens. Mùa này, Varane đã ra sân 27 lần trên mọi đấu trường cho quỷ đỏ. Anh đó góp vai trò lớn giúp quỷ đỏ thăng tiến ở nhiều đấu trường. Varane đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng 2 ở tuổi 29. Với lý do là lịch thi đấu nghẹt thở, trong buổi phỏng vấn gần đây, anh đã nói rõ hơn về vấn đề này. Varane nói với tạp chí GQ ấn bản tiếng Pháp, lịch thi đấu đã quá kín, các cầu thủ đã làm việc quá sức và tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ chứng kiến những sự nghiệp ngắn hơn nhiều và các cầu thủ sẽ phải từ bỏ đội tuyển Pháp từ rất sớm vì vấn đề thể chất hoặc tinh thần. Những gì chúng ta được đòi hỏi ngày hôm nay đơn giản là vượt quá giới hạn. Việc tôi tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế và không giấu giếm lý do đã khiến nhiều cầu thủ đồng cảm. Tin tôi đi, tất cả các cầu thủ quốc gia đang thi đấu ở châu Âu đã không ngừng trải qua thời kỳ kém phong độ kéo dài hoặc bị chấn thương. Những cầu thủ trẻ trong đội tuyển Pháp, những người đã chơi ở World Cup sẽ phải hy sinh rất nhiều nếu họ muốn đứng trên đỉnh trong 10 năm và nó có thể khó hơn những gì tôi đã trải qua. Rafford chỉ ký hợp đồng mới khi MU đổi chủ. Theo tờ The Sun, Rafford và các cố vấn của anh muốn biết chủ sở hữu mới của MU sẵn sàng trả mức lương bao nhiêu trước khi anh đưa ra bất kỳ quyết định cụ thể nào về tương lai. Hiện tỷ phú giàu nhất nước Anh Sir Jim Ratcliffe và tỷ phú Qatar Bin Hamad Athani là hai ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành lại MU từ tay gia đình nhà Glazer. Mặc dù Rafford đang chờ đợi cơ hội mới, nhưng vẫn còn phải xem liệu câu lạc bộ có sẵn sàng trả mức lương 300.000 bảng trên tuần theo như dự đoán không, bởi đây là con số cao hơn đáng kể so với mức 200.000 bảng trên tuần hiện tại của Anh. Đầu năm nay, một số nguồn tin cũng tiết lộ rằng Eric Ten giám đốc điều hành Richard Arno và giám đốc bóng đá John Mutok đang nghĩ ra một quy tắc Ronaldo mới sau khi siêu sao người Bồ Đào Nha ra đi. Quy tắc đó thực chất là giới hạn tiền lương được đặt ra nhằm hạn chế tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ khi đề cập đến vấn đề tiền lương. Nếu MU và Radford không thể đạt được thỏa thuận các điều khoản trong hợp đồng mới, trong hoặc là sau quá trình tiếp quản đang diễn ra hạng ngoại hạng, thì quỷ đỏ có thể sẽ có đánh mất ngôi sao số 1 của mình. Radford hiện đang trong tầm ngắm của hàng loạt ông lớn tại châu Âu. Bellingham là bản hợp đồng hoàn hảo với MU. Sau khi bị loại khỏi C1, Bellingham được cho là đã tràn với việc phải thi đấu tại một nơi không thường xuyên tiến sâu tại giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Đây là cơ hội để MU đưa Bellingham về MU mùa hè này. Rút Bellingham trở thành gương mặt hot trên thị trường chuyển nhượng, tiền vệ người Anh thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều đại gia châu Âu. Theo cựu tuyển đạo Dimitar Berbatov, Bellingham là chữ ký hoàn hảo với MU, giúp quy đảo trẻ hóa hàng tiền vệ. Chia sẻ với Betfet, Berbatov bày tỏ quan điểm. Bellingham đã lọt vào mắt xanh mọi câu lạc bộ trên thế giới. Cậu ấy trình diễn lối chơi trượng trạc đáng ngạc nhiên so với độ tuổi của mình. Khi chúng ta đang thảo luận, nhiều đội bóng đã có kế hoạch săn đón Bellingham. Bellingham là người Anh, do đó tôi nghĩ cậu ấy mong muốn trở về xứ sương mù và chứng tỏ bản thân ở ngoài hạng Anh giải đấu lớn nhất thế giới. Bellingham chắc chắn mong muốn thi đấu ở C1. Đó là một trong những yếu tố mà cậu ấy cân nhắc khi lựa chọn bến đỗ mới. Tôi sẽ hào hứng nếu mà ký hợp đồng với Bellingham hơn là chiêu mộ một tiền đạo mới. Theo quan điểm của tôi, vẫn Bellingham là bản hợp đồng hoàn hảo với MU. Bên cạnh tiền vệ người Anh, Harikane là mục tiêu được đặt liên hệ chặt chẽ với Quỷ đỏ trong thời gian gần đây. Crystal Palace muốn mua Wan Bissaka. Truyền thông Anh đưa tin Crystal Palace ngỏ ý muốn mua Wan Bissaka khi hay tin MU đang tìm kiếm một hậu vệ phải để thay thế vị trí của cầu thủ này. Wan Bissaka đã hồi sinh dưới thời Erik Ten Hag trong những tuần gần đây thay thế cho điệu cô Đà Lốt bị chấn thương và đã đá chính 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường cho đến trận chung kết Carabao Cup vào chủ nhật. Dù vậy điều đó không ngăn được MU xem xét lựa chọn mang về một hậu vệ phải khác vào mùa hè 2023. Huấn luyện viên Ten Hag không coi Wan Bissaka là giải pháp lâu dài cho hàng thủ đội bóng. Được biết, Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch chiêu mộ Jeremy Pong của Bayer Leverkusen, cầu thủ được định giá 40 đến 50 triệu bảng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!